Đơn hàng 8 món của bạn Minh Thùy đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là cuộn sticker trong nhiều hình. Tiếp theo là cuộn washi tape knot size lớn. Một cuộn tem cảm ơn 500 miếng. Sticker cuộn chống nước gấu dâu. Hộp 100 sticker rời hoạt hình. Hộp 100 tấm sticker các sẵn có kèm bút. Hộp 50 tấm sticker lấp lánh. Và cuối cùng là tủ 2 tầng tay thở đi co bàn. Liam cảm ơn bạn Minh Thùy đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ shop Liam nha. Đơn của bạn đã thanh toán trước rồi ha. Đơn hàng 8 món của bạn Thanh Ngọc đến từ Bình Dương. Đầu tiên là sổ mini họa tiết Noel. Tiếp theo là dây buộc tóc caro nhí có đính sam. Một cây thước kẻ. Một tấm sticker dài chống nước. Sổ mini gấu. Sticker một tấm lớn Sanrio. Một cái nhíp gấp sticker. Và cuối cùng là cuộn washi tape knot size lớn. Liam cảm ơn bạn Thanh Ngọc đến từ Bình Dương đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 73k cả ship. Đơn hàng 6 món của bạn Hồi Thanh đến từ Bắc Ninh. Đầu tiên là hộp 50 tải mini. Tiếp theo là set 2 cái nhíp gấp sticker có kèm một cây cán sticker. Món thứ 3 là gói kẹo bất ngờ, trong này có jam ha, tổng số lượng 5. Túi bóng kính trong suốt dán miệng 100g. Cuộn tem cảm ơn 500 miếng. Và cuối cùng là 4 hộp hàng bất ngờ mini. Liam cảm ơn bạn Hồi Thanh đến từ Bắc Ninh đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 118k cả ship. Đơn hàng 4 món của bạn Nguyễn Nhi đến từ Hà Nội. Đầu tiên là sổ là so A7. Tiếp theo là vòng tay ngọc có gắn cham. Một chiếc túi tông đeo vai. Và cuối cùng là set 2 cây bút mực kèm ống mực xanh. Liam cảm ơn bạn Nguyễn Nhi đến từ Hà Nội đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 146k cả ship. Đơn hàng 3 món của bạn My Xe đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là một cái jam có miếng dán phía sau. Tiếp theo là 3 gói kẹo bất ngờ, bên trong có jam ha. Và cuối cùng là set làm móc khóa DIY. Liam cảm ơn bạn My Xe đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 62k cả ship. Đơn hàng này Liam gửi hàng cho bạn Huyền Linh đến từ Lạng Sơn ha. Bạn mua tặng hết là 3 món. Đầu tiên là một chiếc dao rọc giấy hình củ cà rốt nè. Món thứ hai là một set 3 cái lô dán có gấp nhựa ha. Và cuối cùng là một cuộn tem cảm ơn. Tại vì bạn có nhắn với Liam nè, chị Liam hãy chọn cho em cái cuộn tem cảm ơn này dễ thương ha. Bây giờ Liam gói hàng cho bạn Huyền Linh đến từ Lạng Sơn nha. Liam cảm ơn bạn Huyền Linh đã ủng hộ shop Liam ha. Tổng đơn của bạn là 64k cả tiền ship luôn. Đơn hàng 3 món của bạn Thủy Nga đến từ Kiên Giang.
Đầu tiên là một cái nhíp đắp tiết cơ, tiếp theo là hai tấm tiết cơ dài chống nước, và cuối cùng là set 3 tấm tiết cơ cute. Lian cảm ơn bạn Thị Nga đến từ Kiên Giang để ủng hộ shop Lian nha. Tổng đơn 26k kẻ ship. Đơn hàng mini của bạn Quang Lợi đến từ Bình Định ha. Bạn mua tổng là 2 món. Món đầu tiên là một cây bút chì kim. Món thứ hai là set decor ly kim bằng đất sét ha. Bây giờ hãy cùng với Lian gửi hàng cho bạn Quang Lợi đến từ Bình Định nha. Tổng đơn là 34k kẻ tiền ship luôn này các bạn. Đơn hàng này Liam gói hàng cho bạn Thu Thủy đến từ Hà Nội ha. Bạn mua 2 hộp set làm móc khóa, cứ một hộp như vậy là làm được 2 cái móc khóa rất là dễ thương rồi các bạn. Bây giờ Liam gói hàng cho bạn Thu Thủy đến từ Hà Nội nha. Tổng đơn là 88k cả tiền ship luôn. Đơn hàng 2 món của bạn Văn Anh đến từ Hải Phòng. Đầu tiên là bịt mét keo, tiếp theo là cột tóc lên chi. Liam cảm ơn bạn Văn Anh đến từ Hải Phòng đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 30k kẻ ship.